Hello các bạn Bảo Bình. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi những tiên đoán cho tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2024. Nếu các bạn nào có cung mặt trời Bảo Bình, mặt trăng Bảo Bình hoặc cung mộc Bảo Bình thì cái video này nó liên quan đến các bạn. Và nhiều bạn mới kết nối với kênh này chưa hiểu mặt trời, mặt trăng hoặc cung mộc, thì nếu các bạn sinh từ ngày 21 tháng 1 cho tới 20 tháng 2 thì mặt trời các bạn là Bảo Bình. Nhưng trong 30 ngày đó, tùy theo ngày của trong thời gian đó, thì mặt trăng nó đi khoảng 2.500 cho mỗi cung. Thì nếu các bạn sinh trong thời gian đó mà cách nhau khoảng 3 ngày trở lên á, 2.500 trở lên á, các bạn có một cái mặt trăng khác này. Đó là cái mặt trăng của mình, là cung trăng. Còn trong một ngày có 24 tiếng đồng hồ, khi mặt trời mọc ở cung ở cung nào trên trái đất thì thuộc về cung nào đó trên cái cung hoàng đạo này, thì nói về cung mộc của các bạn. Cung mộc nghĩa là nó tắt từ chữ là cung mặt trời mọc ở cung nào. Vì vậy mà mặt trời á, nó nói tôi là ai, mặt trăng nói về cảm xúc của mình, và cung mộc nói về người ta nhìn mình thế nào, hoặc là thiên hạ hoặc là xã hội họ nhìn mình dưới cái mắt thế nào. Vì vậy qua tiêu vi Tây Phương mình có thể biết được cảm xúc của mình và người ta nhìn mình thế nào, ngoài cái là tôi là ai. Đó là bước đầu tiên. Và thứ hai nữa là mình muốn nói là những thời gian vừa qua tôi làm một cái video nói về quy một năm của mỗi cung rồi, nhưng mà cái đó chỉ nói về hành tinh lớn như là Diêm tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Hải tinh và Lôi tinh. Những hành tinh đó nó ảnh hưởng mình một cách gián tiếp. Và bây giờ mình nói những hành tinh trực tiếp, đó là Hỏa tinh, Kim tinh và Thủy tinh. Thí dụ như là những hành tinh gián tiếp, nhưng mà tinh tôi mới nói này đó, những cái đó nó nói về con đường chúng ta đi sẽ là thế nào, là con đường có bên sông, có sông, có núi, có thác nước, có gập gồ, có ổ gà, ổ voi, hay là bùn lầy, hay là đá sỏi. Nó gián tiếp, nó chỉ là nói lên, nó không ảnh hưởng đến mình, nhưng mà đường đó mình đi mình sẽ gặp nó trước sau, gặp nó. Nhưng những cung nhà thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, đó là hành tinh trực tiếp, là mình sẽ hành động thế nào đối với những cái vật trên đường. Mình sẽ, đó là những hành động mình nên làm hoặc là không nên làm, tránh hay không nên tránh. Đó là những hành tinh thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, đó là hành tinh trực tiếp mà mình có thể quyết định nên lái nhanh hay lái chậm trên con đường đó là do mình. Đó là chúng ta cần phải nói. Trong thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh á, thì trong tử vi Đông Phương mình gọi là thủy tinh là thủy diệu, kim tinh và hỏa tinh gọi là vân hớn. Thì Bảo mình nằm đây đó, trong cung 12 cung Bảo mình nằm đây. Từ hỏa tinh, từ 25 tháng 1 năm 2023, hỏa tinh tượng trưng cho hành động. Cái hành động mình phải nên làm gì, nó là thần chiến tranh đó. Nó đi đến đâu nó tác động những hành tinh đó. Trong cung đó, vì không biết chính xác cái tử vi, lá số tử vi của bạn thế nào nên không thể nói nhiều hơn nữa. Nhưng từ 25 tháng 11 năm 23 đến 5 tháng 1 năm 24 chỉ nằm trong nhân mã. Nhân mã là lửa, Bảo Bình là khí. Hai cái này nó hợp với nhau, lửa với khí hợp với nhau đối với tử vi Tây Phương. Thì thời gian này từ 25 tháng 11 khoảng cho tới thời gian này đó, thì các bạn sẽ có những cái người ta giúp bạn, có gì họ giúp, do họ giúp bạn, một người đó, một cái xã hội gì, một cái gì đó, một số đông nào đó đang giúp đỡ các bạn. Tại vì anh chàng này là cung số 11, 12, 1. Đối với anh Bảo Bình thì cung nhân mã này là nói về số đông, nói về kỹ thuật, nói về sự cách mạng gì đó. Có thể thời gian này các bạn có rất là bực mình, hay là các bạn có những muốn làm một cách mạng gì đó, muốn đi đâu đó, muốn làm cái gì đó, muốn đổi chỗ làm, đổi chỗ ở, hay là chia tay hay kết nối với ai đó mình không biết, nhưng có gì đó nó ảnh hưởng đến mình mà mình phải làm cái gì đó. Nó hỏi tôi vào đây, nó bắt mình phải đổi cái nhóm bạn mình mới chơi nè, hay là đổi chỗ làm mình mới làm, không biết được. Nhưng vì không biết lá số chính xác là gì, như ở đây thì bạn có kim tinh đi, cho tình yêu đi, bạn có thể có sự xung đột nào đó
nhưng mà rất tốt cho tương lai. Vì vậy cũng không có chính xác được. Nhưng mà từ 25 tháng 11 cho đến 5 tháng 1 năm 24, hỏa tinh nằm trong nhân mã sẽ ảnh hưởng tốt với Bảo Bình, và do số đông giúp đỡ mình hoặc là cái gì đó. Nhưng mà mình sẽ cái gì đó giúp đỡ mình, nó cho mình một chữ mà nó có lợi nha, nó phải thuận mà nó có lợi cho mình đó. Từ 5 tháng 1 năm 24 tới 14 tháng 2, là khoảng đó Tết đó, Tết mình là 10 tháng 2 nó vượt qua trong Nam Dương. Đối với Bảo Bình đó, anh này đã tuyên chân cho một cái gì trong quá khứ mà mình phải nó trở về lại, nó trở về lại với mình. Nó bắt mình phải nhìn lại, coi lại, xem lại, xét lại cái gì đó trong quá khứ. Nó bắt mình phải nhìn lại quá khứ của mình. Hay là vì như tôi nói nãy, vì không biết chính xác lá số các bạn, nên không thể biết cái nào là nó ảnh hưởng cái con người, hay là cái hoàn cảnh, hay là hoặc là một cái giấy tờ, hoặc là một cái gì ở trong quá khứ mà nó đến giúp đỡ mình. Từ 14 tháng 2 tới 23 tháng 3 nó nằm trong cung Bảo Bình. Các bạn có sức mạnh, các bạn sẽ có cái gì đó muốn năng động, muốn nó cho các bạn những cái hành động nó mang một ánh sáng đến, nó mang cái con người mình ra, nó mang chính thức con người mình ra. Vì vậy từ 14 tháng 2 tới 23 tháng 3 nó giúp các bạn có những một cái động cơ, một cái sức mạnh để giúp các bạn làm gì các bạn cần phải làm. Nó mang tỏ là con người mình là tôi là ai đó. Từ 23 tháng 3 tới đầu tháng 5 nó trong Song Ngư, thì cái đó là một chuyện các bạn sẽ đi vào thực kỳ, là thực kỳ làm ra tiền, tạo lên của cải. Các bạn sẽ động rất là mạnh hơn trong việc kiếm ra tiền, hoặc là đi tìm tình yêu hay gì đó mình không biết, nhưng cái nó liên quan tới tiền bạc, của cải và tình cảm. Nó mang gì đến cho mình đó, cái gì rất là tốt, nó tác động vào cái đó. Nhưng mà đối với anh Song Ngư đó là cung số 2 đối với anh Bảo Bình, vì nó tượng trưng cho tình yêu, của cải và vật chất. Hỏa tinh tượng trưng cho sự tác động rồi đó. Bây giờ phía anh kim tinh từ kim tinh tượng trưng cho tình yêu, sự may mắn, của cải. Mình nhỏ thôi, nó không lớn, nhưng mang cho mình một sự thuận lợi cho mình. Từ cuối năm, từ 30 tháng 12 năm 23 cho tới 24 tháng 1, khoảng 3 tuần nằm trong nhân mạng. Mà nó cũng nó sẽ trùng với anh này một chút xíu thời gian này. Hỏa tinh đi trùng với kim tinh, nó sẽ mang giúp đỡ cho Bảo Tình, cho anh Bảo Bình này. Từ cuối năm, từ đầu năm trước 30 tháng 12 tháng 23 tới 24 tháng 1, thời gian rất là tốt cho mình. Mà người ta giúp đỡ mình cái gì đó mình không biết, nhưng tôi nói, nhưng vì vậy mà các bạn sẽ có một thời gian rất là tốt đó. Nó sẽ lợi cho mình, tại vì anh nhân mã này là lửa, anh này là khí. Khi mà lửa cần có nhau, khi bổ túc cho nhau, nó sẽ lợi cho nhau. Anh này mang khí, mang cái sức mạnh cho lửa, lửa cần khí để cháy, nhưng mà lửa lại mang sức nóng cho Bảo Bình, để mang cái gì đó ấm áp cho Bảo Bình. Từ 24 tháng 11 tháng 1 tính cho tới 17 tháng 2 nằm trong Nam Dương, nó sẽ mang cái gì đó trong quá khứ gì đó, nó trở về với Bảo Bình. Nhưng mà gặp lại một người bạn quen cũ, một hay là tìm cái gì đó, một cái giá trị tiền bạc hay của cải hay tình cảm nữa mang về cho mình. Hay là bắt mình ôn lại những cái gì mà ấp ủ trong quá khứ, cộng thêm sự hỗ trợ của anh Bảo hỏa tinh trong đây nữa. Tại vì 24 tháng 1 và 17 tháng 2 cũng trùng với 14 tháng 2 đây nè, nó gần trong thời gian đâu đó, mang gì rất là lợi cho mình, để bảo mình ôn lại, xem lại và nhìn lại những cái đường mình đã qua trong thời gian vừa qua. Từ 17 tháng 2 cho tới 12 tháng 3 nằm trong Bảo Bình đó. Cùng thời gian các bạn rất là dễ thương, rất là dễ thương, rất là ấm áp, rất là may mắn và dễ chịu và vui vẻ nữa. Thời gian này khoảng sau Tết đó các bạn, khoảng Tết là 10 tháng 2 thì 17 tháng 2 trên đó, bạn rất là được thoải mái và vui vẻ, không có sự hỗ trợ của hỏa tinh nữa, mình năng động, mình rất là có duyên luôn nha. Từ 12 tháng 3 trên 5 tháng 4 các bạn có một kế hoạch gì đó, nó rất tốt cho bạn.
Mà trên nhắn này á, còn có sự hỗ trợ của anh Hải Tinh trong đây nè. Hải Tinh rồi Thổ Tinh, còn thêm Kim Tinh rồi đây nữa. Các bạn sẽ có một gì đó, đầu tư cái gì đó, nó sẽ mang cho bạn một cái kết quả nếu các bạn đã đầu tư trong quá khứ. Còn không á, các bạn đang đang phải chọc đặt xuống một hạt giống gì đó trong vấn đề tình cảm hoặc là công việc, mà nó sẽ có những cái cơ hội, hoặc là nó những cái cơ hội thuận lợi cho sự sắp đặt đó. Nếu các bạn đã trong chưa đạt đến thì nên đặt cái hạt giống đó. Nếu đã đặt rồi thì bây giờ mình nên gặt hái gì đó sẽ đến cho mình. Đó từ 12 tháng 3 cho tới 5 tháng 4. Vì vậy, trong thời gian này đó, sang chốt nhất của các bạn đó là khoảng từ 14 tháng 2, 17 tháng 2, 6 tháng 2 chứ. Về sau sẽ rất là tốt. Và thời gian ở đây nữa nè. Đó. Bây giờ mình nói đến thủy tinh là thủy diệu. Thủy tinh nó tượng trưng cho chị trí óc, chị di chuyển, và nó tượng trưng cho cái gì mà chúng ta sẽ ký hợp đồng, sẽ trao đổi buôn bán cái gì đó. Từ 2 tháng 1 đầu năm cho tới 14 tháng 1, các bạn cần phải đi đâu ký hợp đồng, mua xe hay là mua đi buôn bán cái gì đó, nó thuận lợi cho mình. Nó thuận lợi tại vì nó thuận lợi tại sao, thì bạn cũng nằm chung cái đám này nữa, là kim tinh. Mà có kim tinh và anh kim tinh và anh thủy tinh ở trong đây, nó rất gọi cho mình. Mình vừa may mắn, vừa duyên dáng, mà lại vừa có trí óc nữa, minh mẫn, mà nó thuận lợi cho anh Bảo Bình. Thời gian này nó rất là tốt cho mình, người ta giúp đỡ mình nha, số đông giúp đỡ mình, một người ngoài giúp đỡ mình, hay xã hội giúp đỡ mình, cái gì đó mà không phải là mình, họ đang giúp đỡ mình trong thời gian này. Từ 14 tháng 1 cho tới 6 tháng 2 nằm trong Nam Dương. Nó cũng kề với anh này nè. 5 tháng 1, 14 tháng 1, 6 tháng 2 đi chung với anh Hỏa Tinh đây. Các bạn sẽ có gì nó trở về quá khứ, một trí nhớ gì đó, các bạn sẽ giúp các bạn đóng lại cuốn sách để đưa đi một cái nhìn mới cho năm tới của đời mình. Nó sắp đến trong đời mình, nhất là từ sau ngày 6 tháng 2 trở đi, nó sẽ vào Bảo Bình. Khi vào đây nó sẽ trùng hết những hành tinh ở đây đó, từ 14 tháng 2, 17 tháng 2, 6 tháng 2 đó, thì nó sẽ rất tốt cho anh Bảo Bình lúc này luôn. Vậy các bạn nhớ những ngày tháng tôi đi viết ra. Ngày 6 tháng 2 các bạn đi thi cũng được, bạn nào đi thi hay là đi ký hợp đồng hay đi đâu, lúc còn thời gian đi chơi cũng tốt nữa. Ngày 6 tháng 2 tới 24 tháng 2 các bạn đi chơi đi, rất là tốt. Nên thời gian này, thời gian các bạn nhìn thấy một cái là trùng hết những hành tinh này luôn. 6 tháng 2, 14 tháng 2, 17 tháng 2 nó trùng tới ngày hôm nay luôn. Chưa theo thời gian, nhất là di chuyển tốt nhất á, là từ ngày 6 tháng 2 cho tới 24 tháng 2 rất lợi ích cho việc di chuyển, ký hợp đồng, buôn bán. Mình nói chuyện lưu loát, mình trao đổi thông điệp rất là rõ ràng, minh bạch. Từ 24 tháng 2 tới 11 tháng 3 nằm song ngương. Các bạn, khi mình mạnh mẽ rồi, mình đã nghĩ đến cách làm thế nào, mình khỏe mạnh rồi, cách thế nào mình tạo ra những cơ hội để tạo ra tiền, tạo ra những cơ hội để mình gặp gỡ những cái tình cảm mới trong cuộc đời mình, hay cái gì đó, hay người chồng mình sẽ tặng mình cái gì đó, người vợ cho mình cái gì đó mà không biết, nhưng nó quan tính chất rất là vui vẻ may mắn, tại vì nó đi chung hợp với anh Kim Tinh đây nữa, nên nó có hợp khúc đám này, nó mặc dù nó đứng như vậy nó rất hợp với nhau. Đó. Và từ 11 tháng 3 cho tới 2 tháng 4 nó ở đây tới 6-8 tuần lận với trong Bạch Dương. Bạch Dương lại là lửa, lại hợp với Bảo Bình này nữa. Vì vậy nó rất là tốt, thời gian này cũng rất là tốt cho bạn. Các bạn có thể là học những gì mới, kiếm gì mới, kết bạn mới, hay là có thể là mình sẽ gặp lại những anh em của mình cũng được nữa. Nó rất tốt cho mình luôn. Thời gian sắp tới là những thời gian rất là quan trọng đến bối những hành tinh là Nhân Mã, Nam Dương, Bảo Bình, Song Ngư và Bạch Dương nữa. Nó sẽ hợp với cái đám này, nó tác động trực tiếp vào luôn. Những cung này đó, nó sẽ một cái gián tiếp thôi. Những hành tinh này nó giúp đỡ mình phải ảnh hưởng rất là mạnh
Vì vậy tôi đã làm cái video từ những đoạn nhân mã Nam Dương Bạch Bảo Hình theo từ thứ tự đó. Nhưng mà năm 24 á, tôi đã nói nhiều trong video rồi, là một năm rất là khốc liệt đối với nhân loại. Sẽ có những cuộc xung đột khốc liệt mà nếu con người không tạo ra thì nó bắt chúng ta phải thay đổi. Mà chúng ta nhát, chúng ta sợ, thì những biến cố thiên tai nó sẽ thúc đẩy các bạn đòi hỏi cái quyền của mình làm người, cái quyền của tất cả phải làm người, mà tất cả những cái quyền công bằng cho trái đất này. Không có người không, nhưng mà vạn vật, nó tất cả những thú vật, những cây cối, những người sống ở trên mây, những người sống trong lòng đất, những người sống trên núi, những người sống trong tất cả những ở đây, khối mình là giống mấy con mình, những thú vật là không thôi, còn nhiều người mình không thấy được họ, mà họ cũng đang có sự thay đổi của họ nữa. Vì vậy năm 24 là một năm bắt đầu, tại vì từ ngày 20 tháng 11 năm 24 chúng ta sẽ vào chính thức vào thời kỳ của Bảo Bình. Nó kéo dài tới 2160 năm lận trung bình, khoảng đâu đó không chính xác được, nhưng mà thôi đó, thời kỳ đó, một thời kỳ thay đổi, nó sẽ lợi cho chúng ta, phải nhân loại sẽ giúp nhân loại dùng kỹ thuật technology để làm những cuộc cách mạng, để mang lại đòi hỏi sự công bằng. Và chúng ta vào một thời kỳ không phải thời kỳ mà khổ sở hay đời là bể khổ hay là than vãn hay than hay là nó không còn thời kỳ đó nữa. Thời kỳ chúng ta phải sáng suốt để bảo mình có sự thông minh, sáng suốt, trí tuệ rõ ràng để mình dấn thân vào cuộc đời, chứ không phải là mình dựa vào ai tụng kinh cho mình, là cho tiền và nhà thờ, hay là để nó chúng ta lên thiên đường hay xuống địa ngục. Không có, năm qua tất đó, thời kỳ đó đã qua rồi. Cái tâm trí nhờ vào người khác ỷ ôi rồi than vãn không còn nữa. Các bạn chính thật phải dấn thân vào cuộc đời tâm linh của mình, chứ không phải là theo người ta rồi để người ta dẫn dắt mình. Không, các bạn sẽ đứng lên và đi tìm của mình là ai. Và tử vi Tây Phương là một trong những dụng cụ mà tôi thấy nó mang tính chất là mình đi tìm mình, tôi là ai. Bước đầu tiên nhất trong cuộc đời của con, cái bước đầu tiên đi vào cuộc tâm linh là để biết mình là ai, tại sao mình hiện diện trên thế gian này. Cái đó mới là một cái quan trọng đó. Còn những cái khác này chỉ là đưa cho bạn biết sơ sơ những cái ảnh hưởng của những hành tinh, những cái phản xạ của những hành tinh đó đối với con người vạn vật trên đây. Chỉ thí dụ là một người đứng sau lưng bạn nhìn bạn, thì một vài phút sau hay là 50 phút sau, các bạn thấy có ai nhìn mình đó, sự phản xạ, sự ảnh hưởng của họ đối với mình là vậy đó. Nó ảnh hưởng bạn ít hay nhiều, mà dù sao ảnh hưởng đến mình, nhưng mà mình vẫn là người quyết định, không ai quyết định cho mình hết. Mình quyết định mình muốn vào phải hay vào trái hay đi thẳng là do mình. Vậy không nên lo là hên xui hay là may rủi, không có cái đó, tất cả là do mình, nhất trong con đường tâm linh. Vì vậy Bảo Bình là một người rất là thông minh thuộc về tâm linh. Vì vậy tôi hy vọng Bảo Bình hiểu như tôi nói, và tôi hy vọng các bạn có sự sắp tới một thời kỳ của Bảo Bình, các bạn sẽ trở về đúng cái môi trường của mình trong 2000 năm tới. Vì vậy thời gian này còn rất tốt để các bạn tiến tới để giúp đỡ nhân loại. Các bạn sẽ là người xung phong cùng với những người đã họ đang xung phong, họ đang dấn thân vào, và có thể họ có thể mất mạng hy sinh cho những người họ mang họ bước những bước đầu tiên cho nhân loại. Các bạn Bảo Bình đó, không ai khác, các bạn biết như vậy, cảm thấy cái gì đang rùng rột, mình đang tìm hiểu cái gì đó mình không nắm được, không nắm chắc được, đừng lo. Trong thời gian sắp tới, hoặc trước khi các bạn chết, các bạn sẽ nhận ra được cái sự quan trọng đối với sự hiện diện của các bạn Bảo Bình trên thế gian này. Vì đây là thời gian của các bạn, thời gian phải lặng, bạn sẽ mang sự hiểu biết của mình, giúp đỡ sự sáng suốt của mình, giúp đỡ nhân loại trên một cái cuộc sống tốt hơn, sáng suốt hơn, để mình nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những gì tôi thấy được, mà tôi nhận ra thấy được đối với Bảo Bình. Sẽ có nhiều nữa, nếu tôi tắt video này tôi lại nhớ thêm nhiều cái nữa, nhưng mà đây là đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian lắng nghe. Chào các bạn.